Đấy chưa, bắt đầu nhá. Bạn có thể là giới thiệu một chút về bản thân mình được chứ? Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hiếu, mình sinh năm 2001 và đến từ quê lúa Thái Bình. Hiện tại thì mình đang học ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khoa điện tử. Ok, thế là bạn học lớp nào ở bên phía Ecop mình luôn nhỉ? Mình học lớp CPI 008. Là lớp level 2 đúng Đúng không? rồi ạ. Ok, thế nhưng mà mình cũng muốn hỏi một chút là trong cái quá trình mà Hiếu được đi học ấy thì Hiếu có được thực hành trải nghiệm nhiều không? Thì mỗi khóa học của mình sẽ được trải nghiệm khoảng tầm 3 đến 4 lần. Thì những lần đấy thì mình học được khá là nhiều từ những người nước ngoài đi tới Việt Nam chẳng hạn, và từ các tất cả các bạn của mình nữa. Ok, thế nhưng mà trong các trải nghiệm như vậy thì Hiếu ấn tượng nhất với trải nghiệm nào? Chắc là đợt Level 1 mình có được đi một buổi shopping shopping Shopping, ok. man. Là đợt đấy mình vừa được đi mua sắm và vừa được đi ăn nữa. Ok. Thế trong trải nghiệm đấy thì có mua được nhiều đồ bằng tiếng Anh không? Mua không, mình vào đấy mình thì chỉ gọi là nhập vai vào những người bán hàng và những người mua hàng thôi, chứ không có tiền để mua. À, thế vừa Thái bảo Bình vừa được mình mua nghèo lắm. hàng và vừa vừa được ăn mà. Đấy là lúc về sau, Ok. còn cái lúc mà mình đi gọi là đi trải nghiệm thì không mua. Ừ, rồi ok, thế trước khi mà mình đi trải nghiệm như thế thì mình đoán là sẽ có những cái phần mình chuẩn bị trước đúng Đúng không? rồi, Thế có. những cái buổi chuẩn bị như thế thì thường là lớp của mình sẽ làm những cái gì nhỉ? Trong những cái buổi chuẩn bị thì thường thì lớp mình sẽ chia ra từ các nhóm và sẽ có một số gợi ý từ trợ giảng gửi cho nhóm, từng nhóm một, và chúng mình sẽ chuẩn bị theo cái gợi ý, dàn ý như thế. Ok, thế mình hỏi muốn hỏi một câu cuối cùng thôi. Đấy là khi mà học ở Ecop thì Hiếu có ấn tượng gì không? Trợ giảng rất là xinh gái. Trợ giảng là Không, rất nhiều. đâu đâu? Chị Ninh là một này. Chị gì? Có một chị nữa mới vào, áo đen hôm nay mới đến đấy. Hình như là nếu mà không nhớ thì chắc là đang dối lòng đứa. Không nói thế thì người yêu đánh chết. Ok rồi, ok, thế mình cảm ơn Hiếu nhiều nhá. Ok.